Chào quý vị, video này liên quan đến chủ đề rất được quan tâm là Chloramin B tác dụng khử khuẩn trong thời gian bao lâu? Và sau bao lâu khử khuẩn bằng Chloramin B lại thì môi trường sẽ được khử khuẩn tốt nhất? Đại tá Từ Minh Sơn, trưởng phòng hóa học, quân khu 7, đã có ý kiến phản hồi, trước tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay, chúng ta phải cùng lúc thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh. Và việc phun khử khuẩn toàn thành phố cũng nằm trong các biện pháp hữu hiệu này. Theo Đại tá Từ Minh Sơn, từ đầu tháng 6 đến nay, trong tất cả các đợt khử khuẩn tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đều sử dụng chất Chloramin B để pha phun khử khuẩn. Chloramin B có tác dụng tốt nhất khi phun trong thời tiết tốt, không mưa bởi mưa sẽ trôi rửa hết dung dịch, làm giảm khả năng diệt khuẩn. Sau khi phun, Chloramin B sẽ có tác dụng khử khuẩn trong vòng 3 đến 4 tiếng và sau 7 đến 10 ngày phun khử khuẩn lại thì môi trường sẽ được khử khuẩn tốt nhất. Cũng theo Đại tá Từ Minh Sơn thì Chloramin B không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Người dân có thể hít thở bình thường. Tuy nhiên, không chỉ với Chloramin B mà với bất kỳ chất khử khuẩn hay dung dịch vệ sinh nào, tốt nhất mọi người đều nên rửa lại sạch sẽ sau khi dính hay sử dụng. Chloramin B là hóa chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và Bộ Y tế Việt Nam khuyến nghị sử dụng để sát khuẩn cho các khu vực công cộng như trường học, bệnh viện, trường học, văn phòng, những nơi dân cư tập trung sinh sống như chung cư, khu tập thể, hộ gia đình. Việc này sẽ hạn chế sự lây lan của virus gây bệnh phát tán trong không khí và bám trên các bề mặt.